nhiều ba gói nữa. Rồi Nhất, mời các bạn xem trận 4-4 nha các bạn. Bên đây Minh Râu hợp tác cùng ba đứa em Sóc Trăng Bánh Bé. Gặp gỡ bên kia là Tuấn Đồng Mạnh và Đức Bảo Bàng Từ Thiện. Mấy đạn? Bên kia còn hai gói. Bên này cũng được rồi. Bên kia anh xin hai gói. Hai đều. Hai gói đều. Bên kia hai gói anh chín nữa. Ba hai nghe giờ cho mình đâu. Bên kia còn hai gói. Hôm nay được nè, người ta trái nó quýnh tốt lắm. Bên kia đáng 9-5 gói. Lên mỗi 6 năm thôi, 6 năm rồi cũng muốn đau. Ba đều. Bốn đều. Mạnh vừa phát bóng hỏng các bạn à. 5-4. Bên này mình Râu hợp tác với ba đứa em Sóc Trăng nha các bạn, Bánh Bé nha. Bên kia Tuấn Đồng Mạnh và Đức Bảo Bàng. Hẹn đối đầu với Thọ. Bên kia đáng 8-5 gói. Hẹn đối đầu với Thọ. Không ạ. Thôi không ạ. Kia đáng 8-5 gói. Thôi. Có bạn anh nào có lần gì. Khỏe không anh? Ấy, đây thấy cái chừng cái đang quay cái thiệt. Bên kia đã đồng 5 gói á. 6-5. Đếm chơi. 4-5 cây thôi. Không chơi 5 cây đâu. Đúng rồi. Họ nó 6 đều. 8-5 gói. Rồi 5 gói rồi. 5 gói. Bên kia đang 8-5 gói á. Trời ơi, rớt rồi, nói nhanh đi, ra nhanh đi. Rồi đáng 7 á. Có không? 7-6. Tân Phong Hồng 7 đều. Rồi nè, đáng 8-5 gói á. Anh Năm đi phạt đèn nó có. Đẹp đâu.
87 nghe vậy cho Sóc Trăng bên bè. Tương thịt quá, tương cao mà thịt quá. 98 bây giờ nó chuyện này với anh chuyện này cũng tốt của bạn anh chị. 08 18 nghe à? Anh nghe này. Anh giờ đang ở dưới Trảng Bom em. 91 anh nghe này. 91 làm gì á? Em tính ghé chơi hả? Mà chiều em đi Sài Gòn rồi. Chiều đi trái nãy á. Rồi chiều đi trái nãy nó khác. 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 Hai chân. Về Nha Trang. Ua tàu. Mình rồi anh ghê gớm quá các bạn ơi, mình rồi dọ bơm liên tục các bạn à. Chạy qua bên nhà chơi luôn. Đeo vào Sài Gòn đấy. Cho đi đêm nha. Đi đêm kìa. Em biết quần lại không? Mời 12. Ừ, chiều có rảnh ghé qua đây ăn cơm với gia đình ăn. Nha. Nước bộ bằng bỏ lỗ dở thì chết với Minh Đầu. Minh Đầu 11, 12 quá đáng tiếc, quá đáng tiếc các bạn ơi. 31 tại vì cái mùa dịch đó, nó sâu là không có. Chỉ là vui thôi. Nhiều là mấy 14-1 hết phim, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Tỷ số 15-11 nha các bạn. Các bạn xem YouTube nhớ ủng hộ kênh Đại Lâm Bô Đồ Dò, like và share giùm các bạn. Các bạn nhìn khán giả khủng khiếp các bạn. Lại không anh? Khán giả khủng khiếp không các bạn? Khán giả quá ghê gớm và quá đông các bạn ơi.
quá đông quá đông. Bây giờ đôi không dính lông luôn, tiện tay ăn luôn. Tôi đây bây giờ các bạn nhìn kỹ đây cái khuôn mặt này ngày xưa không? Võ Đắc, Võ Xu, Đức Linh, Bình Thuận. Một trong những cầu thủ Võ Lâm mà cùng Khanh Shipper tài súng tài tạ vậy đó, Đại Lâm lung tung nè. Bữa nay nhìn Thiện Lùng cái mặt héo queo các bạn ơi, làm cửa sắt cái mặt héo quá các bạn ơi. Bỏ rồi, anh thấy nó bỏ rồi. Bữa nay nãy giờ chơi đều chơi các bạn. Thiện Lùng đã có mặt rồi Khanh Shipper ơi. Không biết Khanh Shipper chừng nào trở lại thôi. Hiện tại thì Thiện Lùng có mặt sân banh lại nha. Ok man.